Hành trình người đẹp nhân ái, nơi cảm xúc đong đầy cùng những trái tim nồng ấm. Nơi giấc mơ được đặt thành tên. Nơi tấm lòng nhân ái được ươm mầm và lan tỏa. Trên hành trình ý nghĩa này, phải kể đến dấu ấn tuyệt vời của Hoa hậu Trần Tiểu Vi, người đã hoàn thành tốt sứ mệnh mang nước sạch về bản, đạt top 5 người đẹp nhân ái thế giới năm 2018. Năm 2020, cô đã trở lại với vai trò đại sứ nhân ái, tiếp lửa cho hành trình gieo yêu thương và viết tiếp giấc mơ nhân ái. Chương trình Người đẹp nhân ái năm 2020 là một hành trình truyền cảm hứng và lên kế hoạch phát triển các dự án xã hội để lan tỏa được tình yêu thương đến với từng nhân vật và hoàn cảnh. Em nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để cho em cũng như là các bạn chia sẻ với những người kém may mắn hơn mình. Tiếp cận với mấy đứa bay bão này thì hầu như nó sống thì sống thực vật, chưa có cái giải pháp này về học mà để mà giúp đỡ cho nó. Nếu mà có một sự thay đổi nào đó, anh sẵn sàng anh hy sinh để cho con nó lành lặn, và bản thân anh sẽ chịu như vậy. Rất là đau lòng, mong các em sẽ có được nhiều tình yêu thương. Khi mà mình không còn nhìn thấy nữa thì cảm giác mình giống như lạc lõng, nó xa lạ lắm, nó giống như bước sang một cái thế giới khác hoàn toàn. Mọi người nói tôi làm macaron, những gì xấu xa tồi tệ nhất thì đều được dành cho tôi. Tôi nghĩ rằng nếu mình ở trong hoàn cảnh đó thì mình thật sự là sẽ không có hy vọng và sẽ bỏ cuộc. Mình có cái ý nghĩa từ bỏ thì chắc chắn là một điều là gì? Mình sẽ không làm được cái gì hết. Cô quyết định là phải bằng chính con tim và khối óc của mình. Cô sẽ đồng hành cùng các em suốt đời. Mỗi người chúng ta đều là nâng đỡ nhau vượt qua bóng tối này. Từ miền bóng tối đến tình niềm vinh quang. Cũng chẳng thấy gì hối tiếc. Mình đau một chút, còn nhiều người đó vui thì cái cơn đau mình là không là gì. Chị đã cho các thí sinh một cái cơ hội trải nghiệm và những cái cảm xúc hết sức là tốt đẹp. Là mùa đáy sáng tuyệt vời, dạng người lung linh. Là mùa đáy sáng cho đời rừng xa. Là mùa đáy sáng yêu kiều lấp lánh trong đêm. Với tâm lòng nhân ái cùng lan tỏa bao ước mơ. Rất là tươi sáng, nhưng mà thực sự lại cũng rất xúc động. Một cái nắm tay thật chặt, một bài hát cất lên từ đáy lòng cũng đã rút ngắn rất nhiều những cái sự âu lo, gieo lên cho tâm hồn người đối diện một cái niềm tin, một cái hy vọng. Các bạn đã mang đến một cái nguồn năng lượng rất là tích cực và đã lan tỏa được yêu thương. Cái lòng nhân ái nó giống như một cái sợi chỉ đỏ, nó sẽ dẫn dắt mình đi tới những cái điều thiện nhiều hơn. Thì mong là các em sau chương trình có thể tiếp tục giữ lửa, cống hiến hết mình. Hành trình người đẹp nhân ái đã vượt qua khuôn khổ của một cuộc thi nhan sắc, hướng đến sứ mệnh giúp đỡ những số phận kém may mắn. Và hành trình này sẽ không dừng lại. Sau những trải nghiệm đáng nhớ từ cuộc thi, giờ khắc thiên niên và huy hoàng nhất đã đến. Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020, thập kỷ hương sắc. Xin chúc mừng thí sinh mang số báo danh 245, Đỗ Thị Hà. Một lần nữa xin được chúc mừng Tân Hoa hậu Việt Nam năm 2020, Đỗ Thị Hà.
trao: Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo. Danh hiệu người đẹp nhân ái đã vinh danh Huỳnh Nguyễn Mai Phương với dự án Liều Thuốc Yêu Thương. Sau khi đăng quang, tôi luôn trăn trở về những dự án nhân ái tiếp theo và tiếp nối cái thành công của những dự án nhân ái trước đấy. Chính vì vậy, tôi cùng với top 3 Hoa hậu Việt Nam 2020 và người đẹp nhân ái và bác Vũ Tiến cùng với đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có một chuyến thăm đến Bệnh viện Quân y 175. Các cái nội dung của hoạt động nhân ái trong cuộc thi hội Việt Nam cũng như là dự án mà tới đây Hoa hậu sẽ thực hiện sẽ là những cái hình ảnh chúng tôi cũng mang đến cuộc thi Miss World để quảng bá với thế giới về con người Việt Nam, cũng là một cái sự tương đồng. Bệnh viện 175 là ban tổ chức cũng quyết định chọn Bệnh viện 175 là cái điểm nhấn cuối cùng để thí sinh chúng tôi là hoàn thành trọn vẹn cho cái hoạt động nhân ái của cuộc thi hội Việt Nam 2020. Chúng tôi rất vinh hạnh khi được Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ về chiến dịch gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan. Năm 2018, 63 chiến sĩ Bệnh viện Quân y 175 tạm biệt Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Nam Sudan. Môi trường thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn, bệnh nhân trong tình trạng quá tải. Nơi đó, hành trình nhân ái của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam bắt đầu. Khi mà mình xem lại những cái kỷ niệm đánh dấu một cái khoảnh khắc mà mình không thể nào quên được trong cuộc đời, thì tất cả những cái hồi ức, những cái cảm xúc nó sẽ trực ùa về. Khi mà chúng tôi đi công tác xa gia đình, xa tổ quốc, thì cái nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương thì luôn luôn cũng hiện hữu. Nhắc về gia đình mình, mạnh mẽ lắm rồi nhưng mà vẫn nhớ nha. Là nữ quân y, các cô gái mạnh mẽ không kém đồng nghiệp nam, nhưng ở ngoài đời họ cũng là vợ, là mẹ. Ở bên nữa là mẹ, phải là sống đi, sống thật khỏe, ăn đầy đủ nên giữ gìn sức khỏe, đừng có bị bệnh. Khi nhận nhiệm vụ xa gia đình, họ cũng không khỏi băn khoăn, lo lắng. Nhưng trong gian khó ấy, nét đẹp duyên dáng của các chị hiện lên thật thân thương, bình dị. Đó là nhiều cây được mọc lên, đó là nhiều hoa, có những quả đã sắp sửa thu hoạch được rồi, thì theo mình nghĩ là không có gì là không thể làm được, miễn là chúng ta cố gắng thật. Tuy là những người nữ nhưng họ mang cho mình một cái tinh thần chiến binh, bỏ qua những cái hạnh phúc của mình để có thể tiến đến một mục đích chung và cao cả hơn. Tôi như có thêm động lực để có những cái đóng góp và những cái cống hiến tích cực các chị đã làm được, thì tôi hy vọng tôi cũng làm được. Đây là một cái niềm tự hào của Tổ quốc, cũng như là một cái niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, vì đã có những chiến sĩ mang được cái tấm lòng nhân ái và cái tinh thần của dân tộc Việt Nam đi ra quốc tế. Chúng tôi đã có cơ hội được gửi gắm những lời chúc tới các y bác sĩ chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ trong đợt chuyển quân tiếp theo. Tôi nhìn thấy cái sắc phục của các chiến sĩ và đặc biệt ấn tượng với chiếc mũ nồi xanh, một cái biểu tượng rất là giàu hình ảnh, một cái màu xanh của bình yên, màu xanh của bầu trời, màu xanh của hòa bình, cũng như là cái màu trắng của tượng trưng cho tuyến đầu.
những đội ngũ y bác sĩ chống dịch trong cái đợt vừa qua. Và tôi cũng được biết là những chiến sĩ được cử đại diện đi là những tinh hoa của Việt Nam. Không chỉ trẻ, khỏe mà còn là những người rất là giỏi tiếng Anh nha. Yeah. Phải có một cái trình độ tiếng Anh nhất định. Lúc đó mọi người có gợi ý tôi rằng là hãy gửi lời chúc đó bằng tiếng Anh như một thông điệp quốc tế. I would like to say that we are extremely pleased to be invited here and to receive your thoughts and your feelings about it, about your contribution for the for our country, and we are deeply appreciated and grateful for all of your contribution. And on this occasion, we would like to say that we will try our best to fulfill the tradition that you have led. We will be inspired by all of your effort, and we try to inspire every other young people in the society for them to for everyone in the world to know about the beauty and the national pride of Vietnam. Sau buổi giao lưu cùng với các y bác sĩ thì chúng tôi đã đến thăm hỏi, động viên và phát quà cho các bệnh nhân ở khoa ung bướu. Cái số lượng bệnh nhân đến điều trị tại trung tâm bướu là rất là đông, khoảng từ 350 đến 400 bệnh nhân nằm nội trú mỗi ngày. Và trong số này thì rất là nhiều các cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chi phí để điều trị các cái bệnh nhân ung thư cũng khá là cao so với cái mặt bằng điều trị chung. Nhiều gia đình còn không có các cái khả năng để chi trả cho các cái liệu trình điều trị của họ. Khi chúng ta mắc một cái căn bệnh hiểm nghèo như vậy thì không những là nỗi đau về thể xác và cái nỗi đau về tinh thần của họ cũng rất là khủng khiếp. Ở đây thì mỗi phòng bệnh nhân thì sẽ có khoảng từ 4 cho tới 5 người. Và mọi người sẽ ở những cái giai đoạn bệnh khác nhau và những cái độ tuổi khác nhau. Điều mà tôi cảm nhận đầu tiên đấy chính là sự đau đớn của các bệnh nhân ở đây. Tôi vô cùng ấn tượng với đôi mắt của những bệnh nhân. Bởi vì tôi thấy ở sau đó là những nỗi buồn. Có thể đối với những bệnh nhân khoa khác, căn bệnh của họ sẽ được trị triệt để. Nhưng đối với khoa ung thư thì đó là một căn bệnh nan y. Và họ sống nhưng lại không biết ngày nào mình sẽ phải ra đi. Tôi đã được đi tham quan xung quanh bệnh viện và cũng như là trò chuyện và chia sẻ cùng các bệnh nhân ở đây. Hôm nay bọn cháu đến đây cũng như là muốn thăm hỏi động viên mọi người và cũng có một cái món quà nhỏ nhỏ thôi để mà mong là mọi người có thể vượt qua được cái hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn cô nhiều cô. Đối với chúng ta thì cái phần hộp cơm hoặc là cái hộp bánh thì có lẽ nó sẽ hơi nhỏ nhoi, nhưng mà đối với họ thì thực sự đây là rất là nhiều. Bởi vì họ đang ở trong những cái hoàn cảnh rất là khó khăn và bất cứ sự hỗ trợ nào cũng sẽ giúp cho họ rất là nhiều. Tôi và người đẹp nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương cùng với đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã có cơ hội thăm hỏi những bệnh nhân ở đây. Trong những bệnh nhân mà chúng tôi đến thăm, tôi đã nhận ra cô Bạch Vân. Cô là người mà cô Mười Thu đã nhắc đến trong dự án Cơm Hạnh Phúc. Hiện tại giờ là Mười Thu có một cái ca bệnh là chị Lê Thị Bạch Vân. Thì lúc đó là trao đổi với các cháu thì các cháu mới là bàn với nhau là để chia sẻ với nhóm từ thiện Mười Thu cũng như là chung tay để giúp cho chị Bạch Vân là 15 triệu. Thì khi mà sau ngày đó Mười Thu đã đến tới nơi để giao tiền cho chị Bạch Vân, chỉ cầm đồng tiền đó chị khóc. Cũng cho phép là Hoàng Dục Nam cùng với vợ của mình sẽ gửi đến cho chị Bạch Vân trong nhóm của chị. Cái chị mà có hoàn cảnh rất là bi đát đó, số tiền là 10 triệu đồng. Thì hy vọng là cũng sẽ giúp cho ngày không còn dài và âu lo ngắn lại. Cho cô gửi lời cảm ơn. Dạ. Nam.
Dạ thôi cô, ok. Con ơi, tôi tên là Lê Thị Bạch Dân. Tôi 56 tuổi. Mà coi như là tôi đã điều trị ở bệnh viện 175 này là được 5 năm. Rồi cô mệt lắm. Trong này đang người tôi đang mệt lắm. Tối không ngủ được. Nên ra cái sức khỏe nó tuột dần đi. Nó có tuột dần mấy thôi. Giờ cái tay hết làm việc được. Cô nhớ nó sưng to à. Tay cô như vậy là cô có cảm thấy có cảm đau lắm không? Chị Vân thì cũng đã ở cái giai đoạn muộn. Và cái việc liệu trình điều trị tiếp theo cũng thật sự là phải rất là quyết liệt và cũng rất là khó khăn. Đối với ung thư vú thì bệnh nhân này đã di căn đến phổi, xếp vào cái giai đoạn 4, giai đoạn cuối rồi. Kèm theo là bệnh nhân, cái cánh tay phải của bệnh nhân cũng đã có các cái chèn ép, phù nề, tất cả các hệ thống bạch huyết, sưng to, cánh tay. Đó cũng là cái dấu hiệu, báo hiệu nó không tốt cho cái tiến triển và cái liệu trình chữa trị của bệnh nhân. Mỗi ngày có người thân hay vào thăm cô không? Vô nhập viện á, người ta thì có gia đình, có người thân thăm viếng. Tôi điều trị mười mấy ngày, có một mình trong bệnh viện. Rồi gia đình thì cha mẹ mất hết rồi. Cô Bạch Vân thì tôi rất là thương cô. Đối với những người bệnh tật, điều mà người ta cần nhất đấy chính là sự chia sẻ và sự quan tâm từ người thân. Nhưng trong những lần điều trị bệnh và đi xạ trị thì cô chỉ có một mình. Tôi còn đi khỏe, tôi có nhận được một người đứa cháu nuôi để ủ ỉ tuổi già. Mà giờ tôi đổ bệnh rồi, giống như mình lo cho nó không được. Rồi bao lâu cháu mới vào thăm cô lần cô? Mỗi lần mà tôi vào nhập viện để điều trị thì hai bà cháu phải sống xa nhau, rất là nhớ. Dạ. Dạ. Có một người cũng đến thăm cô đâu hôm nay cùng với tụi cháu. Bất ngờ cho cô. Đây. Mừng quá. Cô vui không? Hay. Hôm nay là em học lớp mấy rồi? Lớp 7. Ừ. Bình thường em đi bán là cả ngày hay sao? Buổi sáng. Buổi sáng. Chiều đi học. Tự sinh đi bán á. Dạ. Nên họ bà cho con đi bán đi. Con vụ là đóng tiền nhà. Trời nghe vậy khóc rồi. Đau lòng lắm. Tôi rất là đau lòng. Nuôi một đứa bé để cho cuộc sống nó được tốt đẹp hơn. Nhưng mà bây giờ tôi đổ bệnh. Tôi không cách nào lo cho cháu được. Còn bé phải ra đời sớm quá. Con mong con sống nhiều giấc nữa, vài năm nữa cho nó lớn chứ. Cô ơi, thì thôi hôm nay đoàn hoa hậu đến thăm các cô ở đây thì thôi cũng có một cái món quà nhỏ gửi cho cô. Ok, con mừng lắm. Cố lên nha cô. Dạ. Chúng tôi đã có một phần kinh phí hỗ trợ cho cô Bạch Vân. Tuy nhiên về vấn đề điều trị lâu dài thì vẫn cần đến sự giúp đỡ của các mạnh thường quân về kinh tế cũng như là sự quan tâm đến cô. Tôi, Ngọc Thảo và bác Vũ Tiến đã đến thăm bệnh nhân Henry tại giường bệnh. Con trai của cô là Tonette Henry, 23 tuổi, ở La Buia, Lạc Xuân, Đơn Dương, Lâm Đồng.
cháu thấy một khối u nhỏ ngay mông, nhưng mà cháu tưởng là bình thường. Bạn đã được chẩn đoán xác định là một cái sarcom vần vò xương, đó là một cái bệnh lý ung thư cũng là khá độ ác tính khá cao. Hiện tại bây giờ thì bạn cũng đã có cả di căn cũng lên phổi, lên gan, cho nên những cái điều kiện mà chữa trị cũng thật khó khăn cho bạn. Lúc đấy thì cũng hoảng loạn quá, cũng chẳng nghĩ, chỉ biết ôm mẹ xong rồi khóc thôi. Tội cho mẹ, lúc bị tật đi đâu mẹ cũng dẫn mình đi hết. Người mẹ nào cũng thương con hết mực. Mỗi lần Henry đau đớn thì mẹ cũng đau đớn lắm. Nhưng mà mẹ kìm nén sự đau đớn đó trong lòng để mà con có nghị lực vượt qua sự đau đớn về thể xác. Cô cũng luôn đồng hành với cháu cho đến ngày phút cuối cùng. Nắm lấy tay con băng qua đêm dài. Dẫn lối con đi xa nơi u hoài. Nếu mà hết bệnh thì mình sẽ kiếm tiền để mà sửa lại căn nhà bếp, dẫn gia đình mình đi du lịch, muốn sống lâu dài bên ba mẹ hơn, để ba mẹ đỡ đau buồn với mình hơn. Mẹ là vầng trăng, mẹ là dòng sông, mẹ là hơi ấm trong đêm lạnh cơn, mẹ là yêu thương, dù đâu phải xương, thì mẹ vẫn mãi lo cho con. Tiến cũng như là với Ngọc Thảo cũng luôn khuyên mẹ càng phải kiên cường và càng phải tích cực để mà anh có một cái niềm tin, một cái sự lạc quan trong mình để mà có thể chống chọi lại cái căn bệnh này. Con yêu mẹ. Trong tất cả những chuyến đi thiện nguyện mà tôi đã từng tham gia thì có lẽ chuyến đi phát cơm ở khoa ung bướu gây cho tôi nhiều những cảm xúc mạnh nhất. Có rất là nhiều bệnh nhân đã đến để mà nhận được những cái phần cơm này và con số có thể lên tới khoảng 400 người. Dạ vâng, con xin đây. Cô anh ngon miệng. Cảm ơn chú, chúc chú con mạnh khỏe. Con nhớ nhìn chị. Anh chào con gửi cô ạ, cô giữ gìn sức khỏe. Vâng ạ. Dạ vâng, chúc cô con mạnh khỏe. Cố lên nha cô. Khi tôi phát cơm cho các bệnh nhân thì tôi có ấn tượng với một chị. Khi tôi mở hộp cơm cho chị ấy, chị đã khóc. Tôi cảm thấy một cái hành động nhỏ mà đã khiến chị ấy cảm động đến như vậy. Tôi cũng rất là ấn tượng với một cái cụ già, tôi nghĩ tầm khoảng 70 tới 80 tuổi. Khi mà cụ tay không hay cụ vốn dĩ đã rất là run như vậy rồi, nhưng mà khi đến từng nơi thì cụ sẽ vẫn ráng cố gắng giữ cái phần cơm ở trong tay mình. Đến với từng người thì chúng tôi luôn động viên và những cái lời khích lệ để mọi người luôn cố gắng giữ tinh thần. Và tôi mong rằng chuyến đi thăm này của chúng tôi có thể góp cho họ phần nào đó những tiếng cười, những niềm vui để khiến cho cuộc sống của họ càng trở nên tốt hơn và khiến cho họ có nhiều hy vọng hơn phía trước. Trước hết là tôi đánh giá rất là cao và thật sự có một cái sự chia sẻ, một cái sự cảm nhận rất là sâu sắc về những cái lòng nhân ái, cái tình người Đoàn Hoa Hậu năm 2020 và các cái đơn vị tổ chức năm nay đưa lại những cái cảm xúc rất là sâu sắc cho cán bộ, nhân viên y tế cũng như là những người bệnh thân yêu của chúng tôi. Sau cái buổi thăm bệnh nhân tại trung tâm ung bướu đó thì tôi cảm thấy rằng là trên cuộc đời này có rất là nhiều mảnh đời khác nhau với những cái hoàn cảnh khác nhau và có rất nhiều người đang ở trong những cái tình cảnh rất là bất hạnh. Tôi cảm thấy may mắn vì bản thân đang còn một sức khỏe tốt và tôi quyết tâm bằng tất cả sức khỏe của mình, bằng chính sự nhiệt huyết của mình có thể sẽ giúp đỡ được nhiều mảnh đời bất hạnh hơn nữa. Cái sự thiện nguyện, thiện tâm thì ai trong xã hội chúng ta cũng có thể làm được, chứ không chỉ riêng là các hoa hậu, các người đẹp nhân ái, mà mỗi người chung tay góp sức thì sẽ nối dài thêm cái vòng tay nhân ái đó và lan tỏa cái sứ mệnh này đến với toàn xã hội. Đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa, những giá trị mà nó mang lại sẽ xuyên suốt của hành trình này. Đây là dự án nhân ái đầu tiên ngay sau khi đăng quang và đây cũng chính là một dự án nhân ái mở ra cho hành trình nhân ái sắp tới của tôi trong 2 năm nhiệm kỳ.
cùng dự án Liều Thuốc Yêu Thương được bình chọn nhiều nhất trên fanpage Hoa hậu Việt Nam và nhận được giải thưởng 20 triệu đồng từ chương trình. Nhóm thí sinh đạt được giải thưởng này tiếp tục thực hiện hoạt động thiện nguyện tiếp nối hành trình nhân ái, lan tỏa yêu thương. Xin chúc mừng khán giả Nghĩa Trần có tên Facebook Nghĩa Trần, địa chỉ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã trở thành khán giả may mắn được ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên, nhận được giải thưởng 10 triệu đồng của chương trình. Hoa hậu Việt Nam 2020 thập kỷ hương sắc. Nâng tầm nhan sắc Việt Nam khi tôn vinh vẻ đẹp hiện đại, sắc vóc trí tuệ và lòng nhân ái của người phụ nữ Việt Nam. Sau đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu 1 Phạm Ngọc Phương Anh, Á hậu 2 Nguyễn Lê Ngọc Thảo và người đẹp nhân ái Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã thực hiện dự án Trái tim nhân ái, mở ra một nhiệm kỳ mới với sứ mệnh lan tỏa những điều tốt đẹp trong xã hội.